Những khám phá bí ẩn và kỳ lạ về du hành thời gian mà có thể bạn chưa biết. Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn trải qua một chuyến bay dài gần một nửa thế kỷ mà không hề bị giả đi? Hay làm thế nào mà con người hiện đại lại có thể lạc vào thế giới của họ nhưng là ở những thời kỳ xa xưa? Liệu rằng đó có phải là những bằng chứng chứng minh cho cái việc du hành thời gian là thực sự có thật hay không? Thì cho đến nay người ta ghi nhận thấy rất nhiều trường hợp người thật du hành thời gian và đó vẫn còn là một vấn đề cực kỳ khó lý giải với các chuyên gia và các nhà khoa học. Vậy thì đó là trường hợp nào? Hãy cùng khám phá ngay và luôn các bạn nhé! Phi công người Anh lạc vào thế giới tương lai. Mở đầu trong video ngày hôm nay của chúng ta sẽ là trường hợp của Victor Gorath. Ông sinh năm 1897 và mất năm 1987. Lúc đó ông là một chỉ huy không quân cấp cao trong cuộc Thế chiến thứ hai. Và năm 1935, trong khi đang lái máy bay Hawker Hart từ căn cứ của ông ở Andover, thì bất ngờ gặp phải một cơn bão bất thường và kỳ lạ, rồi bị lạc vào Dream, một sân bay bỏ hoang ở Edinburgh. Ông đang điều khiển máy bay trong buồng lái mở qua địa hình đồi núi mà không có trợ lý điều hướng hay hệ thống tự lái. Trong những cơn gió mạnh giữa đám mây vàng nâu lạ lùng, ông đã bị mất kiểm soát. Chiếc máy bay bắt đầu lao xuống mặt đất. Gorath đã không thể ngừng quay và ông cũng không biết mình đang ở đâu. Mọi việc trở nên tồi tệ và ông sợ rằng tốc độ rơi nhanh sẽ khiến máy bay đâm xuống núi. May thay, một lát sau máy bay đã ra khỏi đám mây. Khi nhìn quanh thì ông nhận thấy bầu trời tối hơn bao giờ hết. Gorath đang bay với vận tốc 150 dặm trên một giờ mà ông vẫn đang rơi. Tuy nhiên thì sau tất cả, ông đã kiểm soát và tránh được tai nạn. Ông bắt đầu bình tĩnh nhìn xuống phía dưới thì vô cùng sửng sốt khi thấy mình đang ở sân bay bỏ hoang Dream. Và điều ngạc nhiên hơn là sân bay lúc trước đã được tân trang lại hoàn toàn, trông vô cùng là hiện đại. Trước mắt ông giờ đây toàn là những chiếc máy bay trông rất lạ mà trước đây ông chưa từng được nhìn thấy chúng bao giờ cả. Còn đội quân hoàng gia thì hối hả làm việc trong các bộ quân phục màu xanh. Sau khi trở về, ông đã kể lại cho mọi người nghe về những trải nghiệm của mình. Tuy nhiên thì không ai biết về sân bay kỳ lạ đó hoặc có một số người thì đang tỏ ra nghi ngờ về câu chuyện do ông kể lại. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây và sau đó sẽ rơi vào quên lãng, thì một lần nữa Victor Gorath đã gặp cảnh tượng y hệt như vậy vào 4 năm sau đó. Cảnh tượng về sân bay và đồng phục của các nhân viên cũng được thay đổi giống như lần đầu tiên ông nhìn thấy chúng. Phải chăng chính cơn bão kỳ lạ đã mở ra cánh cổng thời gian đưa Victor Gorath xuyên không và ngược đến được tương lai? Và tiếp theo cũng là một chuyến du hành qua thời gian của một chiếc máy bay từ 37 năm trước các bạn ạ. Máy bay mất tích bất ngờ xuất hiện sau 37 năm. Và đó là câu chuyện vào ngày 2 tháng 7 năm 1955 về chuyến bay Pan American Airways bay từ New York đi Florida với 4 thành viên phi hành đoàn, cùng với đó là 57 hành khách. Ban đầu thì cái việc cất cánh và mọi việc khác vẫn diễn ra rất là suôn sẻ như bao chuyến bay khác và đáng ra chiếc máy bay phải hạ cánh vào 3 giờ sau đó. Tuy nhiên, nó lại đột nhiên mất tích, không có một dấu vết nào cả. Hàng trăm cuộc tìm kiếm chiếc máy bay xấu số đã diễn ra ngay sau đó, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Và rồi thế là các nhà chức trách đã tuyên bố rằng chiếc máy bay cùng 57 hành khách có lẽ đã bị gặp nạn và rơi ở đâu đó ở Đại Tây Dương rồi, cho dù họ chẳng tìm thấy một mảnh vỡ nào để lại cả. Tưởng rằng câu chuyện đã dần chìm sâu vào quên lãng, thì đến 37 năm sau đó, chính xác là vào ngày 9 tháng 9 năm 1992, khi các nhân viên làm việc tại trạm kiểm soát không lưu sân bay Caracas, Venezuela nhận thấy rằng có một chiếc máy bay kỳ lạ xuất hiện ngay trước tầm mắt của họ. Tuy nhiên, trên chiếc radar lại không hề có bất kỳ một tín hiệu nào cho thấy sự có mặt này. Đây là Caracas, các anh từ đâu đến? Nhân viên không lưu đã hỏi. Ôi chú ơi, chúng tôi là máy bay 914 của hãng hàng không Mỹ Pan American Airways bay từ New York đi Florida với 4 thành viên phi hành đoàn và 57 hành khách. Chúng tôi phải bay ra sao? Người phi công chiếc DC-4 hồi đáp. 914, các anh hơi lệch về hướng Nam rồi. Đây là Venezuela, các anh xuất phát từ lúc nào? Chúng tôi cất cánh lúc 6 giờ 50 sáng ngày 2 tháng 7 năm 1955. Nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm, các nhân viên hỏi lại để chắc chắn hơn. Các anh xuất phát ngày nào? Và tất cả đều không khỏi ngỡ ngàng khi nhận được câu trả lời chính là ngày 2 tháng 7 năm 1955, tức là chiếc máy bay đã xuất phát từ 37 năm trước. Và dự kiến sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Miami lúc 9 giờ 55 sáng. Sau khi chiếc máy bay đáp xuống đường băng, cảnh sát lập tức tra soát hồ sơ về các chuyến bay năm 1955 ở Mỹ thì thực sự có chuyến bay mang số hiệu 914 và nó đã bị mất tích cách đây 37 năm. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào chiếc máy bay này lại có thể có mặt ở đây và tại sao những hành khách trên chuyến bay dù đã trải qua 37 năm vẫn không hề bị giả đi?
Đường hầm quay ngược thời gian có thật ở Trung Quốc. Tại một quận thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, người dân đang không ngừng bàn tán sôi nổi về một hiện tượng kỳ lạ được xây dựng vài năm trước đây. Một con đường hầm tại địa khu Hồng Hòa Cường, thành phố Tuân Nghĩa sẽ cung cấp cho bất cứ lữ khách nào đi xe qua một trải nghiệm ngạc nhiên và thú vị. Đường hầm chỉ dài vỏn vẹn 400 mét thôi và mất khoảng 5 phút để đi qua. Nhưng khác với các con đường hầm khác, nơi đây được gán cho một biệt danh đặc biệt, đó là đường hầm thời gian. Tiến vào hầm từ một đầu và sau khi ra khỏi đường hầm từ phía bên kia, thời gian sẽ quay ngược trở lại đúng một tiếng trên điện thoại. Lấy ví dụ, nếu bạn tiến vào đường hầm lúc 6 giờ sáng và thoát khỏi đường hầm 5 phút sau với tốc độ trung bình, thì trên điện thoại đáng nhẽ ra sẽ chỉ là 6 giờ 05. Tuy nhiên, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng trên thực tế thì đồng hồ trên điện thoại lúc đó lại chỉ là 5 giờ 05, tức thời điểm 1 tiếng trước. Hiện tượng này kéo dài trong vài dặm đường tiếp theo trước khi trở lại trạng thái bình thường. Và khi biết tin này, từ năm 2012, có một đội phóng viên từ tờ tin tức buổi tối Quế Dương đã đến hiện trường để kiểm chứng cái sự việc này. Họ tiến hành các thử nghiệm trực quan và kết quả thu được hoàn toàn trùng khớp với báo cáo của người dân địa phương về khả năng quay ngược thời gian của đường hầm. Trong khoảng 80% các vụ thử nghiệm, thời gian trên những chiếc điện thoại đều bị quay ngược đúng một tiếng đồng hồ. Có nhiều cách giải thích đã được đưa ra. Có người cho rằng đây chỉ đơn thuần là do đường hầm này nằm ở khu vực giao nhau giữa hai múi giờ và điện thoại sẽ tự động cập nhật sự thay đổi khi xe cộ đi qua đây. Tuy nhiên, giả thuyết này không đứng vững bởi lãnh thổ Trung Quốc tuy rộng lớn và trên thực tế trải dài qua 5 múi giờ khác nhau nhưng thực ra chỉ có đúng một múi giờ. Cũng có người cho rằng sự sai lệch của đồng hồ là do từ trường hay do lỗi ở trạm phát sóng lân cận. Ngoài ra còn có một giả thuyết táo bạo hơn, nhưng cũng không phải là bất khả thi. Đó chính là du hành xuyên thời gian và đường hầm này chính là một cổng vào. Khách sạn biến mất. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về du hành thời gian đó là sự biến mất đầy bí ẩn và khó lý giải vào tháng 10 năm 1979, được đề cập trong chương trình Strange But True. Đó là câu chuyện nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng thực sự là có thật và đã được bàn luận trong chương trình Thời gian trượt của Wikipedia. Đó là câu chuyện của cặp vợ chồng người Anh Simpson và Gisbis lái xe qua nước Pháp trên đường đến kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha. Vì chuyến hành trình khá dài nên hai vợ chồng quyết định dừng chân ở một khách sạn tại thị trấn Montélimar của nước Pháp. Theo lời kể thì đây là một khách sạn khá kỳ lạ, mang phong cách bên ngoài cổ điển. Bên trong không hề có điện thoại hay là thang máy, các phòng được khóa lại bằng các thanh gỗ thay vì các ổ khóa. Ga trải giường được làm bằng loại vải bạt khá rẻ tiền và không được sử dụng trong nhiều thế kỷ nay và thậm chí cửa sổ còn lạc hậu hơn nhiều, chỉ có khung mà không hề có một tấm kính nào. Mặc dù có khá nhiều điều kỳ lạ nhưng hai vợ chồng vẫn quyết định ở lại đây. Sáng hôm sau họ thấy ba vị khách khác, một phụ nữ mặc chiếc váy dài lỗi thời và hai viên cảnh sát mặc quân phục trước năm 1905. Trước khi họ rời đi, họ còn vô cùng ngạc nhiên hơn khi mà giá tiền thuê phòng chỉ bằng 1/10 so với mức giá mà họ nghĩ. Thế nhưng điều kỳ lạ là khi chuyến nghỉ dưỡng đã kết thúc, hai vợ chồng trên đường trở về nhà và muốn dừng chân nghỉ ngơi một lần nữa tại khách sạn cũ đó thì lại không thấy nó đâu nữa cả. Họ đã đi loanh quanh và dò hỏi về khách sạn đó, nhưng dường như không có một ai có một chút ý thức nào về khách sạn mà họ đang nói tới cả. Thậm chí những bức ảnh mà cả hai chụp tại đây cũng tự dưng biến mất một cách kỳ lạ và đầy bí ẩn y như khách sạn đó vậy. Đến nay thì vẫn chưa ai có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho cái trường hợp này. Laptop lạc vào thời Hy Lạp cổ đại. Bạn đang sử dụng laptop của thương hiệu nào nhỉ? MacBook này, HP hay là một hãng nào khác? Hãy comment ngay xuống phía bên dưới các bạn nhé! Nhiều người cho rằng chiếc laptop đầu tiên trong lịch sử loài người ra đời vào thập niên 1970. Tuy nhiên, một bức điêu khắc chạm nổi được lưu trữ tại Bảo tàng California tại Mỹ cho thấy rằng laptop thực sự đã xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại. Bức tượng này đã ghi lại hình ảnh người phụ nữ ngồi trên ghế đưa tay ra xem một vật có hình dạng giống như chiếc laptop mà hiện nay chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Một số nhà nghiên cứu thì tin rằng đó là một chiếc laptop thời hiện đại với ổ cắm USB ở hai bên thân máy. Nhiều người đã tự tin khẳng định kết luận của mình đến mức là người Hy Lạp cổ đại sử dụng chính chiếc laptop này để liên lạc với thế lực thần bí nào đó, có thể là người trong tương lai hoặc cũng không ngoại trừ khả năng là người ngoài hành tinh. Và nghe đến đoạn này thì trong đầu mình bỗng xuất hiện một câu hỏi, đó là nếu đó thực sự là một chiếc laptop thì không biết người Hy Lạp cổ đại đã làm thế nào để sạc pin cho chúng nhỉ? Hãy comment chia sẻ ý kiến của bạn xuống phía bên dưới ngay và luôn các bạn nhé! Và tạm biệt chiếc laptop thì tiếp theo hãy cùng mình đi tìm hiểu bằng chứng về chiếc điện thoại đã bị lạc vào trong quá khứ. Phát hiện người du hành thời gian dùng smartphone trong trận đấu quyền Anh của Mike Tyson.
Chiếc điện thoại có thể chụp ảnh đầu tiên được bán ra vào năm 2000. Tuy nhiên, có người đã phát hiện ra một chiếc smartphone xuất hiện trong video đã quay lại tại trận đấu giữa Mike Tyson, Peter McNally năm 1995. Đoạn clip quay lại trận đấu giữa hai người cho thấy rằng một người đàn ông ngồi hàng ghế đầu tiên đã sử dụng thiết bị chụp ảnh trông rất chi là giống smartphone. Đây chính là chi tiết phi logic, bởi cho tới năm 2000, điện thoại chụp hình mới xuất hiện trên thị trường. Vậy thì làm thế nào mà nó có thể xuất hiện tại thời điểm này đây? Người phát hiện ra chi tiết lạ thường này chính là thành viên Jamie Banchan của YouTube. Theo lý giải của người này, thứ mà người đàn ông cầm trên tay có camera nằm lệch một bên, giống như là chiếc điện thoại thông minh. Và trong số rất nhiều giả thiết được đưa ra, những nhà lý luận theo thuyết âm mưu cho rằng người đàn ông đó chính là một nhà du hành thời gian đến từ tương lai, nếu không thì cũng có thể anh ta đến từ một hành tinh còn tân tiến hơn cả trái đất nữa cơ. Tuy nhiên, thành viên của All Things Creepy lại cho rằng chiếc máy xuất hiện trong clip rất giống với một số mẫu máy ảnh cùng thời của Casio và Logitech. Xuất hiện trên YouTube từ tháng 9 năm 2015, nhưng nghi vấn nhà du hành thời gian sử dụng smartphone trong trận đấu của Mike Tyson cho đến nay vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với một địa điểm mà hiện tượng du hành thời gian xảy ra như cơm bữa luôn các bạn nhé. Bow Street, nơi chứng kiến những hiện tượng du hành thời gian. Nếu như bạn cũng thích phiêu lưu mạo hiểm thì có lẽ Bow Street tại thành phố cảng Liverpool của nước Anh sẽ là một địa điểm khiến bạn phải thích thú luôn. Và tại đây đã từng xảy ra rất nhiều câu chuyện kỳ lạ và hầu hết những người từng trải qua hành trình này đều kể lại là họ đã được xuyên không vào thế kỷ 18 hay thế kỷ 19 gì đó. Và câu chuyện được nhiều người nhắc đến nhất chính là của một tên trộm, đó là Sin. Vào năm 2006, khi đang ăn trộm tại một cửa hàng trên đường Bow Street thì anh ta bị một người bảo vệ phát hiện. Không còn cách nào khác, Sin lập tức chạy trốn, nhưng không may anh ta lại đâm vào ngõ cụt không lối ra. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi anh ta cảm thấy có gì đó chặn lại ở lồng ngực. Sau một lúc định thần lại, anh ta mới phát hiện ra mọi thứ xung quanh không hề ổn một chút nào. Từ những con đường, vỉa hè, đèn báo giao thông, thậm chí những chiếc ô tô trông rất chi là cổ, y như những thước phim mà trước đây anh ta đã từng xem. Nhìn sang mọi người xung quanh anh ta thì cũng ăn mặc rất chi là kỳ quặc và anh chắc chắn rằng những bộ quần áo này không thể nào xuất hiện ở trên thế giới hiện đại của mình được. Và ngay cả trang nhất của tờ Daily Post cũng in đậm dòng chữ 18 tháng 5 năm 1967. Vậy thì phải chăng chính mình đã bị lạc vào quá khứ hay sao? Anh ta bắt đầu cảm thấy bối rối và sợ hãi vô cùng. Cũng may mắn là anh ta có thể quay lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, giống như Frank, anh ta không hề nhớ gì về việc làm sao mình có thể trở về thế giới hiện tại được. Khi được các nhà báo phỏng vấn, anh ta đã khẳng định 4 lần rằng những chuyện vừa xảy ra hoàn toàn là sự thật. Nhiều người đã nói rằng lời nói của tên trộm này thì không có gì đáng tin cả. Tuy nhiên, trong câu trả lời phỏng vấn của nhân viên bảo vệ ngày hôm đó, ông ấy đã trả lời rằng thực sự thì Sin đã biến mất một cách thần kỳ, như là anh ta sở hữu năng lực đi xuyên qua không gian và thời gian vậy.